Chào quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình của Bồ Đề Phật Quốc TV. Sau đây, Bảo Châu và Phật tử Huệ Phương Duyên sẽ trình bày bản tin về một tuần tu học tại Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý vị, trong tuần qua, ngoài những giờ công phu trì chú, tụng kinh và học pháp, các Phật tử còn được nghe Thượng tọa Thích Huyền Châu giảng kinh Đại Bát Niết Bàn vào 8 giờ tối thứ ba qua Bồ Đề Phật Quốc TV và vào 10 giờ sáng Chủ nhật tại Đạo Tràng Bồ Đề Phật Quốc. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu phần tóm lược nội dung của các buổi giảng Kinh Đại Bát Niết Bàn sau đây. Trong Phẩm Tứ Tướng, Thượng tọa đã giảng về ý nghĩa 48 cảnh giới thị hiện mầu nhiệm của Như Lai qua lời thưa hỏi của Bồ Tát Ca Diếp. Từ lâu Như Lai đã vượt khỏi biển phiền não, duyên cớ gì lại cùng công chúa Gia Du Đà La sanh ra La Hầu La? Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát hãy lắng nghe, rồi vì người mà giảng thuyết để không ai còn sanh lòng nghi ngờ. Nếu vị Đại Bồ Tát trụ Đại Niết Bàn có thể đem cả núi Tu Di để vào vỏ hột đình lịch, hoặc đem cả cõi Đại Thiên để vào lỗ chân lông, vậy mà biết bao nhiêu chúng sanh ở trong ấy vẫn không hề hay biết, hoặc ngắt lấy nhiều thế giới ở mười phương để nơi đầu mũi kim, kim vào lá táo rồi nếm, để nơi thế giới khác, hoặc bước lấy các thế giới ở mười phương để lên bàn tay rồi ném qua cõi vô lượng thế giới khác, hoặc đem vô lượng thế giới mười phương để vào trong thân mình, để vào trong một vi trần, mà chúng sanh trong các cõi ấy không bị bất ngộp cũng chẳng hay biết. Chỉ có người đáng được độ mới thấy biết việc này, và cũng thấy Bồ Tát đem tất cả thế giới để lại chỗ cũ. Thượng tọa giải thích: vì Đại Bồ Tát trụ Đại Niết Bàn có thể thị hiện vô lượng thần thông biến hóa mà tất cả chúng sanh không thể suy lường. Bồ Tát Đại Thừa vào ra trong sanh tử, đối diện với mọi căn cơ nên phải chuẩn bị mọi điều. Bồ Tát Ca Diếp là đại diện đương cơ, giúp giải đáp những điều tà gạn từ ngoại đạo. Chúng sanh không thể hiểu cảnh sống thị hiện, tùy nghi tự tại, hóa sanh của Phật, nên Ngài không phải vì ái dục mà sanh La Hầu La. Như một người đem tâm hiểu biết trong việc tổ chức của một gia đình, không thể hiểu tâm tư tổ chức của một người kiến lập đạo tràng, cũng không thấy tầm nhìn và sự quảng đại như thế nào. Như người chỉ chứng sơ thiền, không thể hiểu cảnh giới của nhị thiền hay tam thiền tứ thiền. Dùng tâm phàm phu mà suy lường cảnh giới của Như Lai thì không thể thấu hiểu được. Như Lai đã lìa ái dục trong vô lượng kiếp là pháp thân phước báo trang nghiêm, vì tùy thuận thế gian mà thị hiện, không phải do nghiệp sanh, không vì ái dục dẫn dắt mà đi vào thai mẹ. Ở cõi Diêm Phù Đề, Như Lai thị hiện nhập Niết Bàn mà chẳng rốt ráo nhập Niết Bàn. Thế Tôn bằng nguyện lực, tùy thuận các sanh của chúng sanh mà thị hiện thành đứa trẻ. Chúng sanh không thể so lường sự ra đời của Bồ Tát Hộ Minh, vừa sanh ra liền đi bảy bước xướng lên rằng: ở trong hàng trời, người Atula, ta là bậc tôn thượng hơn cả. Đi qua các hướng tiếp theo là thị hiện muốn làm phước điền vô thượng. Thân này là thân cuối cùng, làm đạo sư cho chúng sanh, vượt khỏi sanh tử của các cõi, không bị ô nhiễm, như hư không, dứt trừ các phiền não, thành đấng Như Lai ứng cúng chánh biến tri, rưới mưa pháp dập tắt lửa địa ngục, cho chúng sanh được an vui hạnh phúc. Phật lại thị hiện thân như bao đứa trẻ khác, cạo tóc, xỏ lỗ tai, đeo bông tai bằng châu báu, vào trường học tập chữ nghĩa, võ nghệ, vân vân. Thật ra tất cả các cõi không một ai có thể thấy được đảnh tướng của Như Lai, huống là có người cầm dao cạo tóc được. Từ vô lượng kiếp, Như Lai đã rành rẽ tất cả các môn khắp trong ba cõi, cũng không một ai có khả năng làm thầy của Ngài được. Vì tùy thuận thế gian mà thị hiện làm thái tử, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Kỳ thực, Như Lai đã lìa bỏ sự vui sướng trong ngũ dục, bỏ ngôi vị chuyển luân thánh vương mà làm bậc pháp vương, cũng không phải rời thành xuất gia hành đạo rồi tu hành từng bậc chứng quả, hàng phục ma quân,
mà đã thành tựu đạo quả từ vô lượng kiếp. Kể cả việc đói khát, thọ thực phẩm của người dân cúng, ăn mặc, rồi hít thở, bài tiết, ngủ nghỉ, đau bệnh, hoặc thể hiện tất cả, oai nghi, đều là vì chúng sanh mà thị hiện trong quốc độ ta bà này. Thượng tọa giảng rằng sự thị hiện của Phật là để khi có sự nghi hoặc diễn đạt Phật theo tâm phàm phu tà vậy xấu xa, Phật sẽ tùy căn cơ mà giảng dạy cho chúng sanh can cường khó độ chấp nhận giáo pháp của Ngài. Và để biết nhìn thấu rõ bản lai diện mục của mình, Phật tánh vốn có cùng khả năng giác ngộ sáng ngời. Như sư tử con lạc mẹ, sống giữa bầy sói, chợt nhận ra mình và quay về sống với bản chất thật vốn có. Qua những hình ảnh thị hiện của Phật mà nhiều thánh giả đương thời đã thành tựu giác ngộ giải thoát, chúng ta phải tu học để biết dùng kính Phật Pháp soi rọi mà thấu hiểu nghĩa lý sâu xa của Đại Thừa. Nếu tự thân không chấp nhận mình là Phật thì không bao giờ thành Phật, chỉ nghĩ là phàm phu thì không bao giờ chứng quả. Theo kinh văn, vì tùy thuận thế gian mà Như Lai lại thị hiện ra đời thành Phật. Ở Diêm Phù Đề, có lúc Như Lai thị hiện phạm tứ trọng tội, không giữ giới, làm gã nhất diễn đề, phá hòa hợp tăng, cũng có lúc hộ trì chánh pháp, lại làm ma vương ba tuần, thọ thân gái mà thành Phật. Nhận đến thị hiện vào nhà thanh y, trưởng giả, làm vua, làm quan, thị hiện trong đau binh tai, trong sự đói khát, cho ăn no đủ rồi thuyết pháp. Sự hóa hiện của Như Lai là vô cùng tận, do muốn điều phục vô lượng chúng sanh, cũng như vì thương xót chúng sanh mà biến hiện nhiều thứ thân trong lục đạo. Thật ra từ vô lượng kiếp, Như Lai đã lìa ma sự, lìa các phiền não, giữ giới trong sạch như hoa sen. Giảng sư phân tích rằng, Bồ Tát Hộ Minh ra đời có đầy đủ trí tuệ sáng suốt, biết rõ những điều ở thế gian, vì đại nguyện, đại bi mà thị hiện nơi cõi ta bà để tuyên thuyết diệu pháp cho mọi người bỏ lòng oán hận, để dìu dắt chúng sanh tu chánh pháp, giáo hóa cho những hạng người còn say mê trong sắc dục. Những việc làm như vậy có tác dụng kỳ diệu. Phật Pháp là Pháp đối trị, vì hạng chấp thường, chấp lạc, chấp ngã, chấp tịnh mà Thế Tôn giảng Pháp vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, cũng như cho họ lìa sự tham chấp trong ba cõi mà đến đạo vô thượng Bồ Đề, diễn nói chánh Pháp để cứu độ những hạng ngoại đạo, bỏ tà kiến. Tuy Như Lai thị hiện làm thầy chúng sanh, nhưng thật không có quan niệm là thầy. Bổn phận của vị thầy là nói những gì đúng sai cho đệ tử thấu hiểu. Chúng ta hãy học hạnh của Phật để làm người thầy của tự thân. Phật dạy, trong tâm chúng sanh có nhiều hạt giống, thì hãy tưới tẩm những hạt giống thiện lành, làm chúng phát triển lên. Nếu bản thân người tinh tấn tu tập thì căn lành phát sanh, còn nếu khởi ác tâm thì trở thành xấu xa. Vì độ chúng sanh mà Như Lai diễn thuyết diệu pháp, vuông trồng cây pháp dược vô thượng để thay cho cây phiền não. Nếu vị Đại Bồ Tát an trụ Đại Bát Niết Bàn tự mình giác ngộ và giúp cho mọi người cùng giác ngộ, thì người này có thể dùng vô số phương tiện thần thông tùy cơ mà nhiếp hóa chúng sanh trong chánh pháp, không có chướng ngại cùng sợ sệt. Như Lai chánh đẳng giác an trụ Đại Bát Niết Bàn là trùm khắp pháp giới, là bất sanh bất diệt. Do những nhân duyên như vậy nên Như Lai gọi là thường trụ không biến đổi. Thượng tọa nhấn mạnh rằng những sự thị hiện của Phật đều là những bài học thiết thực giúp chúng sanh phát tâm tu hành, nhận thấy hạnh viễn ly là con đường duy nhất để hướng tới giác ngộ. Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả những gì quý báu nhất mà người đời mong muốn để tìm con đường thoát ly sanh tử cho muôn loài. Còn phàm phu như chúng ta thì chấp trước rất nhiều. Cho nên, hãy xem tài sản thế gian là một phương tiện sinh tồn giúp giữ gìn thân mạng để tu tập, hộ pháp. Đây cũng là điều thánh thiện. Nếu làm người xuất gia được thì là hạnh cao quý, thọ trì chánh pháp, giữ gìn oai nghi, giới luật, tự trang nghiêm thân làm biểu tượng cho ba cõi cung kính. Và nói lên sự hiện thân Phật, Pháp, Tăng của Như Lai vẫn còn giá trị tại thế. Phật tử hãy noi gương Thế Tôn mà dùng mọi phương tiện sẵn có để tiến đến sự tu học cho chính mình. Kinh Đại Bát Niết Bàn được giảng trực tuyến vào thứ ba hàng tuần lúc 8 giờ tối trên Bồ Đề Phật Quốc TV.
và vào các chủ nhật bắt đầu từ 10 giờ sáng. Kính mời quý vị tham gia chương trình tu học hàng tuần tại Bồ Đề Phật Quốc. Tinh tấn học Pháp và thực hành Pháp Phật sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta, giúp thân tâm luôn an lạc, phước trí tăng trưởng. Muốn biết thêm chi tiết về các buổi tu học hoặc phát tâm cúng dường cho các chương trình hoằng pháp, xin quý vị hãy hoan hỷ liên lạc trực tiếp đến Thầy Huyền Châu qua số phone 714-328-6087 hoặc đến Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.